Rồi mình chào anh em nha. Trưa nay anh em mình gã ăn con máy 2000 gấu gấu tí nha anh em. Đó, để cho anh em có đồ đẹp anh em chơi. Bây giờ anh em mình gã đầu lòng xong rồi nè, thì bây giờ anh em mình tiến hành lên nồi. Thì Hiếu chuẩn bị đồ đi, Hiếu chuẩn bị lên nồi đi. Bây giờ mình quay từ từ, mình quay các chi tiết cho nó, mình báo giá cho anh em nè, mình báo giá từng món một, anh em coi được nào mình lấy nha. Mình báo giá nè. Anh em nào có đăng ký bộ ốc máy này không? Ốc máy này rất là đẹp nha. Ốc máy full cần tăng bánh đỡ này nọ hết luôn á. Ốc máy anh em coi con ốc máy nè. Ốc máy tầm này anh em vô xe mộc rồi hết bài nha. Đẹp dữ dằn luôn nha anh em. Ốc máy hơi bị khét luôn á. Mấy con ở bên nắp lửa nè. Đó, mộc dữ lắm mộc. Bộ ốc máy này bán 500 là full cần tăng bánh đỡ luôn. Đó. Còn mình cho anh em coi cái nắp nồi nó mới giật ra nè. Bốn cây cù sông, bốn ốc đầu. Bốn cây cù sông, bốn ốc đầu, bốn lông đền. Bộ này mình bán cho anh em giá 300. Bao đẹp. Còn vàng vàng đẹp lắm, mộc lắm. Bốn cù sông, bốn ốc đầu, bốn lông đền 300.000, bao đẹp nha. Góc cạnh là mình chim bọc hết trơn, là gỡ ra là bao anh em không có giấu nha, bao đẹp cho anh em nha. Đó, góc rất là mộc. Máy này máy gấu nha anh em. Đó. Bốn ốc đầu, bốn bù sông, bốn lông đền. Đó. 300.000. Rồi. Cái nắp nồi. Anh em nghĩ cái con ốc xả nhớt của nó mà nó còn cỡ này nè, con ốc xả nhớt theo xe đó nha anh em. Nè. Ốc xả nhớt theo xe gon đó nè. Anh em nhìn nè. Nắp nồi này mới gớt ra lần đầu tiên, sơn zin đẹp. Nó luôn nắp nhựa nồi luôn. Đó. Nắp nồi nha, mới gỡ ra lần đầu sơn zin đẹp luôn, nắp nhựa nồi luôn. Sơn zin đẹp lắm nha, dạ trên, dạ dưới cũng đẹp hơn dạ trên nữa nè, thấy không? Mình rửa sạch sẽ trơn, có đóng miếng bận sình nào trơn á. Đó, nắp nồi này có miếng gon zin luôn, nắp nhựa nồi luôn 500. Miếng gon dính không có sót một miếng luôn, không gách một miếng luôn, miếng gon zin không có gách một miếng nào luôn. 500.000. Anh em về nào mà muốn gáp xe mà giữ lại miếng gon zin đẹp đẹp á, mua về ập vô. Đúng 110 nha anh em. Đây. Đúng quay thái 110 nha. KLVA THM-4. Đó. Miếng gon zin dính không gách một miếng luôn. 500.000, bao đẹp luôn nha, luôn nắp nhựa nồi. Đó. Bao anh em là sơn zin đẹp. Ừ. Như vậy đó là 500.000 ha. Rồi bây giờ mình cho anh em coi đầu lòng. Đầu lòng này cho anh em chơi nặng đô nè. Anh em nhìn nó mọc dữ dằn luôn không? 2000 nha anh em. Đời 2000. Anh em thấy co xăng 2000 không? Co xăng đời 2000. Ừ. Chấm mực còn luôn nè. 108cm khối KFL-3 nha anh em. Đầu ET3. Đầu ET3. Đây. Cái này con cờ nó dựng luôn á. Đầu lòng này con cờ nó dựng xanh luôn nè. Mình cho anh em coi. Đầu lòng con cờ dựng xanh luôn nè, thấy không? Ừ. Tiếc một cái gã nãy nè. Gon nắp tròn nè. Đó. Cò này chưa chỉnh luôn, rất là mộc. Móc rất là mộc. Chưa chỉnh cò luôn. Mình bao anh em luôn, chưa chỉnh cò luôn nha anh em. Đó, con đầu lòng dựng luôn nè. Đó, mình bao anh em là chưa chỉnh cò luôn. Con chân nào cũng xanh luôn. Mà tiếc cái nãy giật ra nó gắt dạ dưới chút xíu. Bây giờ mình cho anh em coi trái bích tông nè. Rồi cho coi cái lòng mình báo giá nha. Đó, đầu lòng này mình báo giá anh em trước luôn nè. Đầu lòng mình bán anh em 6.500. Đó, con cờ dựng đứng luôn. Đó, con theo xe nha mấy anh. Chứ phải con xàm xí đú nha. Ừ. Con cờ vẫn đứng xanh âm mà, thấy không? Đó. Bích tông nè. Xuống nồi đi, Hiếu, xuống nồi từ từ đi. Mặt trên nè anh em.
đẹp dữ dằn không. ART này nha anh em, KFL nữa, tăng đa này nha, đó chạy dữ nè, nước nhôm đẹp dữ dằn, mộc dữ lắm, mộc nhìn nó rất là mộc anh em đó, không có lỗi lầm gì, cò trên dưới là chưa có chỉnh mà mình sợ nó gãy con cờ nên mình kỹ nha, cho anh em coi cái tông dạ dưới nè. Bao anh em là đẹp nha, bao anh em lên xe là không khói nha. Trời ơi cái lồng. Khó tính cỡ nào cũng phục vụ được hết trơn á. Tập cỡ này được không anh em? Mua điện thoại di động cũ đây. Sửa bếp ga, sửa quạt gió, mua máy vi tính hơn cũ, mua điện thoại. Cầm trắng phiếu luôn nha anh em. Đó, đầu lòng này bán 6 triệu rưỡi, anh em xài liên hệ mình. Đó. Bộ nồi. Nồi là nồi zin, chưa một lần tháo ra. Bộ nồi này có một người khách dặn thì mình xuống thì mình quay clip ngắn mình gửi cho ảnh. Nếu ảnh không lấy thì mình sẽ bán cho anh em. Nồi 2000 nha anh em. Rồi, anh em mình tiến hành xuống nồi anh em ha. Xuống nồi luôn đi. Bắn nó không có dấu về cho anh ta lắp cho nó đẹp, mới xuống lần đầu. Nồi này bố thấy đẹp rồi đó, chuông này chắc cũng đẹp rồi, nhìn thấy không có giận. Cái giờ nó cứ ngắt luôn nồi rồi, rất sạch. Này đó không? Rồi bây giờ anh em mình xuống bộ nồi rồi nè, gài cái ấy lại luôn đi Hiếu ơi, cái bật đạn lên luôn cho nó gồi đi, mất công nó mất chạy nó đi. Long đền nó, long đền nồi sao mà long đền nồi sao nằm bên số hả? Chạy nó nè anh em, nồi là nồi 2000 nè anh em, về cái chiêu kim chuông là 2000 nè anh em, thấy không? Hôm nay sáng quay cho anh em coi cho nó dễ. Thấy 2000 không anh em? Thấy không? Ngày 9 tháng 12 năm 2000. Ôi ôi, sọc nhông lắm, dữ nha anh em. Sọc nhông đẹp lắm anh em ơi. Chung là bộ nồi này mình bao anh em luôn, cái chuông chưa giận mà. Bộ nồi này cái chuông nó chưa giận nữa mà anh em. Chuông nó chưa giận luôn mà anh em. Chuông nó chưa giận lần nào luôn, chưa miếng giận luôn. Quay thái 110 đời 2000, chuông chưa giận luôn. Phớt phớt thôi. Anh em coi, cái chuông chưa giận luôn. Phớt phớt thôi. Ba càng hay cọ không? Cái chắc, khỏi nói nhiều, tầm này đẳng cấp quốc tế rồi. Nhìn cái chuông là biết bố ba càng như toàn luôn. Rảnh còn vuông băng luôn mà.
cái chuông là biết ba càng đỉnh cao, đỉnh còn vuông băng luôn, đời 2000 sâu hóm luôn. Em thấy không? Cỡ này mới lên xem đỉnh cao chứ. Thấy không anh em? Bao đang chạy cực kỳ phê luôn. Bộ này mình bán giá là 4,5 triệu. Đấy. Nồi 4,5 triệu, anh em có xài liên hệ mình. Đó. Anh em nhìn bố là sâu hút luôn nè, cái màu này chưa có miếng gì mà gọi là bị chai bị mòn hết trơn. Nồi quay 112.000. Chuông chưa mòn mà cái nồi sao trắng tinh nè, chưa có đóng bận luôn mà. Vậy mới đỉnh. Trời, nhông hú người ta còn đen thui. Nhông nồi sao còn đen thui. Rồi 2000 nha anh em. 2000 này các anh. Ngày 12 tháng 12 năm 2000. Mới rớt lần đầu tiên. Đó khi em rã máy lại quay trực tiếp cho anh em xem. Khi em quay cho anh em rã máy trực tiếp, anh em được xem trực tiếp không? Nồi mới rớt, em báo nồi mới rớt, nồi chạm, báo nồi chạm. Đó, bộ nồi này bán 4,5 triệu nè. Anh em có xài liên hệ em. 4,5 triệu. Đó, đầu lòng 6,5 triệu. Anh em trên cái máy gì nó mới phê. Khỏi có lăn tăng anh em. Máy ốc đẹp không? Ốc quá đã. Ốc máy đẹp lắm. Máy tắp rồi đẹp. Rồi. Ốc máy năm xị nha anh em. Em có chơi liên hệ em. Đậu lòng những màu thôi thôi rồi đi không nổi. Đó. Rồi đây anh em, số dân lóc của nó gã ra xong rồi nè. Mình báo giá lại nha, đầu lòng này là 6,5 triệu nha. Ron cờ thì vẫn đứng thẳng băng luôn nè anh em thấy không. Đó. À, đầu lòng mình bán 6,5 triệu nha, mình báo giá cho anh em rõ ràng nha. Đó. Bao cọp cho anh em lên xe. Đó. Bộ nồi là 4,5 triệu. Đó, nồi tình trạng là mình đã báo anh em rồi. Nhông hú cọp, chuông chưa giận. Đó. Nhông hú là miễn tả đi. Nói thẳng luôn, nhông hú là miễn tả nè, thấy không? Chuông là chưa giận nè, bố ba càng là như tồn luôn. Mình bán đồ mộc đó, mình không có thèm rửa đâu. Mình nói thẳng, cái này quẹt quẹt là sạch rồi, mình không thèm. Đó, bán là rõ ràng. Nồi nè, nồi sau là không có đóng miếng bận là gì. Bộ dên lóc mà nè. Anh em thấy không? Mấy cái này, mấy cái bận bận nè. Mình chỉ cần lấy mấy cái cọ quẹt quẹt là sạch trơn, mình đâu có thèm. Kệ nó, mình bán đúng đồ mộc cho anh em. Anh em thấy rã ra cái dên nó trắng phiếu không? Nè, thấy không? Đó, bạc đạn zin nè, anh em coi bạc đạn zin nè. Da băng DU nè, NTN nè, TMB304 nè. Con tán qua lăng là mới bắn lần đầu tiên luôn. Đó. Đầu lửa nè. Anh em coi cho kỹ nha. Không có khuyết, không có mòn, không có rổ cái gì hết trơn á. Đó, đầu lửa nè. Đây anh em xem cho kỹ. Nó ú nu từ trong rồi nè, ra tới ngoài luôn. Dên lóc 3,5 triệu nha. Để anh em hỏi mình hoài sao hậu không trả máy quay 110 cập cập coi chơi. Đó. Chốt lô quét thẳng băng nè nha anh em. Đó. Độ rơi chuẩn cực kỳ luôn nè. Độ rơi của cái bạc đạn của lóc chết nè, chuẩn cực kỳ luôn nè. Thấy không? Thì dên bao anh em. Thì dên này mình bao anh em rơi, dên 2000 nha. Mình bao cho anh em rơi. Đó. Bao mọi thể loại, máy đầu nồi nguyên zin mới rớt lần đầu. Nước nhôm đẹp không? Hàng ốc gác chân là mới tháo lần đầu, ốc xả nhớt 7 màu luôn, ốc xả nhớt còn theo xe luôn nè. Ốc xả nhớt theo xe 7 màu luôn nè. Đó. Ốc xả nhớt theo xe thì anh em khỏi coi răng ha. Đó, ốc xả nhớt theo xe luôn nè, thấy không? Đó. Lóc giao thời KFL nha, bộ dân lóc này bán 3,5 triệu. Thôi bán anh em 3,2 triệu đi. 3,2 triệu. Rồi. Mực màu đồ còn đủ hết, anh em về gắn lên xe là bữa thôi. Anh em muốn vệ sinh thì tùy anh em nha, còn mình là mình bán đồ mộc, mình không có rửa gì hết trơn á. Đó. Bộ số full cốt đạp, cốt số, báo số, bộ số này bán giá là 1,8 triệu. Cốt đạp, cốt số. Răng cỏ, cây cốt số, răng cỏ nét căng luôn.
Gam đẹp, về khỏi gam. Bộ số cây cốt tải đẹp 90 mấy phần trăm. Trong này chưa có dấu bị đen phót luôn anh em. Đẹp lắm. Luôn báo số luôn nha, báo số zin nè. Dắt viết gì đẹp hết luôn. Quay Thái nha, Sumitomo nha. Anh em xem tự đánh giá nha. Số mình bán giá là 1.800.000. Full bộ số quay Thái 110 đời 2000. Bao không giọng hú. Bao không hú hí. Mình bán đồ mộc mình không có rửa đâu. Kệ nó, rã sao là máy nóng lên sát với anh em luôn. Chứ không có rửa. Đồ đạt là đạt, không đạt là không đạt, anh em rửa cách mấy không đạt là cũng thua. Nó khỏi cần phải rửa. Full bộ số cốt đạp cốt số báo số là 1.800.000. Còn đây mình cho anh em coi cái bình xăng con của nó nè. Đây là trái xá xị của nó nè. Trái xá xị này mình, cái ống bên đây nó bị nứt rồi nha anh em. Bên đây 10 trái hết 10. Thì anh em cái ống này anh em về mua ống new, anh em thả vô xá xị nó bán anh em giá 200. Còn cái bình xăng con anh em xem cái phao xăng của nó nè. Bình xăng con mình cũng bán mộc á. Nè, phao xăng trắng tươi nè. Thấy không? Có bông tu chưa đóng nè. Có bông tu chưa đóng nè, thấy không? Có bông tu chưa có đóng chưa cái gì đâu. Đó. Phao xăng nè. Trắng tươi. Bình mộc mạc nguyên thủy, về anh em tự xử cho nó dễ. Bình này mình bán giá 1.700.000 á. 7HAA. 7HAA0H01. Đó. Bình xăng này mình bán giá 1.700.000. Khoan cho nó mắc rẻ. Lò xo nó nè. Hai con ốc của nó nha anh em, hai ốc đít của nó này nha. Hai ốc chung trên chung dưới. Cái gà đó nè. Anh em cứ từ từ mình xem, mình nghiên cứu coi nó có xứng đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra không. Nếu xứng đáng anh em mua. Còn xứng đáng thì mình xem cho vui, xem giải trí, xem tham khảo cho nó biết cũng được. Đó, anh em tự đánh giá khỏi nói nhiều. Đó. Đa số nó sẽ phớt ngay chân cái này dưới bên đây. Chưa hề có dấu nám một miếng luôn, chứ đừng có nói một phớt. Cái gà đen mung như tồn H2C. Đó, rồi ok anh em. Bình xăng này, cái bình không mình bán 1.700.000 nha. Chưa có xúc gì luôn mà nói gì nè. Đó. Rồi ok anh em nha. Video mình xin kết thúc tại đây. Đó. Đầu lòng nó thiệt chứ anh em, nó khác cực kỳ khác luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Đẹp lắm, bê tông trắng phiếu à. Máy này đạt. Rồi chào anh em nha. Bộ ốc đầu này nãy mình báo giá rồi nha, 300.000 nha. Ốc máy luôn cần tăng bánh đỡ đầy đủ là 500 nha. Nó bánh đỡ lớn đầy đủ luôn nha anh em. Đó. Sơn cam cho anh em luôn. Đó. Nó bù rong ốc đầu thì 300.000 nha. Anh em lấy luôn bù rong ốc đầu nữa thì mình hỗ trợ cho anh em, là bộ ốc máy này là 700 nha, luôn ốc đầu với bù rong luôn nha. Đó. Rồi chào anh em nha.